Khoa lên nha. Mời bé Khoa đứng đầu. Kính chào mục sĩ, chào các bác. Tôi có câu hỏi như thế này, về chế độ cộng sản, về bản thân của Hồ Chí Minh, cuộc đời của Hồ Chí Minh tôi hiểu rõ. Thì tôi có một câu hỏi như thế này, là từ 27 năm nay, rất nhiều tổ chức, rất nhiều đoàn thể đã và đang tìm cái con đường để cứu nước. Con đường cứu nước đó là để đánh tan cái chế độ cộng sản tại Việt Nam. Thì có những tổ chức vẫn đang còn tiếp tục cái sự việc đó, và có những tổ chức đã buông xuôi. Thì câu hỏi của tôi là, trong cái hoàn cảnh hiện nay của đất nước Việt Nam, trong cái hoàn cảnh hiện nay của 3 triệu người ở hải ngoại, thì xin ngục sĩ có thể cho tôi biết và các bạn ở đây biết được là cái kinh nghiệm của ngục sĩ, từ cái kinh nghiệm ngục sĩ, thì cái phương thức nào, cái chiến lược nào đấu tranh với cộng sản hữu hiệu nhất trong cái hoàn cảnh hiện nay, cái hoàn cảnh mà cộng sản đã nắm vững được quyền lực sau 27 năm ở Việt Nam và đã có những cái đường dây tổ chức về tình báo ở hải ngoại, thì phương thức nào là phương thức chúng ta có thể là từng bước, phương thức nào đấu tranh hữu hiệu nhất? Xin hết. Vâng, thì cái câu hỏi này cũng có nhiều người đã hỏi, nhưng mà tôi thì tôi muốn suy nghĩ như thế này, là sự thực mà nói ấy, thì cộng sản Việt Nam nó cai trị không phải chỉ có 27 năm, mà ở miền Bắc ấy, nó đã cai trị như thế là từ năm 1954. Cái cuộc chiến tranh chống Pháp thì nó bận đánh nhau, nó chưa thi hành được cái đường lối nào hết, cho đến bây giờ như thế là đã là 47 năm. Thế còn miền Nam thì là 27 năm. Thì với cái nền móng cai trị của nó xây dựng rất là hà khắc như thế, thì nhân dân Việt Nam đấu tranh rất là khó khăn. Thế bây giờ trở lại cái việc 2-3 triệu người Việt Nam ở hải ngoại đấy, thì cái công việc mà người Việt hải ngoại ấy, nó vô cùng là quan trọng. Tôi vẫn nói là người Việt hải ngoại nó là cái chỗ dựa vững chắc cho cái cuộc chiến đấu của những chiến sĩ dân chủ ở trong nước. Và cái điểm trợ này vô cùng quan trọng, không thể thiếu được. Cụ thể như là những cái người đấu tranh ở trong nước ấy, họ trông chờ vào cái sự yểm trợ của chúng ta. Và khi mà chúng ta nêu lên được trước dư luận thế giới mà, thì chúng ta đã bảo vệ cho những cái người mà đấu tranh ở trong nước không bị cộng sản hãm hại, ít nhất là không bị cộng sản hãm hại, và cổ võ cho những người ở trong nước tiếp theo cái con đường đấu tranh. Thì cái vai trò mà dân chủ hóa đất nước là chủ yếu là những người ở trong nước họ đảm nhiệm, chứ không phải chúng ta ở hải ngoại. Chúng ta ở hải ngoại chỉ có cái trách nhiệm là yểm trợ cho cuộc đấu tranh ở trong nước mà thôi. Thế ngoài cái trách nhiệm nặng nề đó, chúng ta còn phải làm thế nào mà đấu tranh để chống lại cái sự xâm nhập, lũng đoạn, quấy rối của tình báo cộng sản ở hải ngoại và tay sai. Thì công việc này nó khó khăn lắm. Nhất là chúng ta sống trong một cái chế độ tự do mà, thì chúng ta phải tỉnh táo, vạch mặt, không nhân nhượng tất cả những cái tên tay sai mà nó tuyên truyền một cách lén lút, thâm độc và kín đáo cho cộng sản, cổ võ những cái đường lối như là giao lưu văn hóa, thế rồi hòa hợp hòa giải với cộng sản đấy, thế rồi thì là đưa tiền bạc về để xây dựng đất nước, thì đấy là toàn là những điều luận điệu của cộng sản cả. Chúng ta phải thấy là khi mà chính quyền cộng sản nó còn cai trị ấy mà, thì tiền của mà mang về giúp ấy, thì thực tế mà nói không giúp được dân là bao, mà là vào túi tham nhũng của chúng nó. Và chúng nó sẽ dùng những cái số tiền đó để mua sắm những cái phương tiện thiết bị o ép nhân dân, và để nuôi công an và quân đội để đàn áp nhân dân. Thì đấy là chúng ta phải ý thức được rõ rệt. Chúng ta ai cũng muốn xây dựng đất nước cho nó giàu mạnh, giúp đỡ những người dân ở trong nước qua cái cảnh nghèo khốn. Thế nhưng chúng ta phải nhớ một điều, chỉ khi nào
cái chế độ độc tài ấy, bây giờ đấy, mà thực tế nó là một cái băng đảng, mà đảng mafia, mà đảng cướp ấy, nó không còn tiếm quyền kiểm soát đất nước nữa, thì chúng ta mới có thể xây dựng đất nước. Đến làm cái sự thật hiển nhiên. Thì cái việc mà chúng ta làm như thế, không phải là chúng ta cố chống cộng một cách cực đoan hay là quá khích đâu, mà đây nó là một cái việc đầu tiên phải làm. Cái Đảng Cộng sản ấy, nó như cái hòn đá tảng, nó đè lên cái vận mạng của dân tộc, của quê hương. Mà bây giờ chúng ta muốn cho quê hương thở được thôi, thì cái nhiệm vụ đầu tiên và cấp bách nhất là phải hất nó xuống. Đấy. Thì đối với người Việt hải ngoại, cái công việc yểm trợ cho trong nước, khuyến khích trong nước đấy, bảo là làm cái mặt trận đối ngoại cho thế giới nó biết rõ về cái tình hình vi phạm nhân quyền, cho mọi người trên thế giới hiểu rõ về cái tội ác của Cộng sản đã phạm phải với dân tộc Việt Nam, và đang phạm phải và sẽ còn phạm phải chừng nào chúng còn tồn tại. Đấy là nhiệm vụ rất là lớn lao. Thế nhưng mà ở hải ngoại này không phải chỉ có như thế, vì thực tế nó còn xuất hiện những cái đảng phái chính trị, từ Quốc dân đảng Đại Việt rồi thì là các thứ mặt trận, các bạn nào đều vẫn còn tồn tại, mà đến là những tổ chức, những đảng phái chính trị. Thì tôi chỉ có một cái ý kiến với các đảng phái chính trị là như thế này, đã gọi là đảng phái chính trị đấy, là lãnh cái trọng trách sau này là để mà lãnh đạo đất nước, thì cái việc mà hoạt động ở trong nước nó là chủ chốt. Thì cái hoạt động ở trong nước bây giờ ấy, tôi có thể nói thẳng là trong cái giai đoạn hiện tại là chúng ta phải vận động quần chúng và làm thế nào để cho quần chúng thức tỉnh, đi vào quần chúng, nghĩa là phải chấp nhận gian khổ. Thì cái việc mà hoạt động trong nước ấy, nó trước kia thì nó rất là khó khăn, nhất là cái thời nó còn tem phiếu, còn hộ khẩu, chính sách hộ khẩu nó còn chặt chẽ đấy, thì về là dễ bị bắt lắm, khó hoạt động lắm. Thế nhưng mà từ hàng chục năm nay ấy, thì cái chính sách mà thắt bao tử nhân dân ấy, mà đem sổ gạo nó không còn nữa, thế và cái hộ khẩu bây giờ ấy, thì nó cũng không còn siết mạnh được nữa, mà nhân dân ở các nơi đói rét ấy, mò về thành phố Sài Gòn, mò về Hà Nội sinh sống bất hợp pháp ấy, lên đến hàng trăm ngàn người. Thế rồi du lịch Việt Nam mỗi năm về vào khoảng độ trên 300.000 lượt người. Thì với cái hoàn cảnh như vậy, với cái môi trường như vậy, và cán bộ công an, quân đội đều tham nhũng cả, lơ là với công việc. Tôi ở trong nước tôi hiểu, tôi mới sang Mỹ có từ năm 95 thôi. Thì chúng ta rất dễ hoạt động. Nói là dễ, thế nhưng mà hoạt động lâu thì thể nào cũng sẽ bị bắt, cũng sẽ bị đi tù. Thì khi mà đi tù ấy, thì nhiệm vụ hải ngoại này phải yểm trợ đấy này. Đấy. Thì không thể nào thoát khỏi hy sinh được. Thế nhưng mà chúng ta không ngại. Lớp người này sẽ kế tiếp lớp người khác mà làm. Có về len vào trong hàng ngũ của quần chúng thì mới có thể vận động được quần chúng. Mà cái đảng phái nào mà làm được cái công cuộc vận động của quần chúng mà có hiệu quả trong nước, tổ chức được những cuộc biểu tình, có những tờ truyền đơn, có những cái áp phích rán ở những thành phố lớn để cho nhân dân biết sự có mặt của cái đảng phái đó ở trong nước. Vì nhân dân trong nước bây giờ rất là bơ vơ, phải nói thật là thế. Những cái nhân sĩ mà lên tiếng ở trong nước ấy, đều là những cá nhân đơn lẻ cả, chứ thực sự chưa thấy có một cái tổ chức nào mà xuất hiện mà để cho quần chúng Việt Nam ở trong nước biết tên tuổi, lập được những cái thành tích nhất định. Có làm được như thế thì mới mong được cái sự tín nhiệm của đồng bào ở trong nước và đồng bào ở hải ngoại. Thế còn Cộng sản, theo tôi nghĩ, cái giai đoạn này nó không sợ những quả lựu đạn, nó không sợ mấy phát súng đâu, mà nó sợ là sợ cái sự đi vào quần chúng, tuyên truyền quần chúng, vận động quần chúng để cho quần chúng đứng lên. Đấy nó mới sợ. Thực tế mà như thế. Thế thì trong cái hoàn cảnh trước mắt chúng ta là chúng ta phải làm cái công cuộc vận động quần chúng. Mà nếu quần chúng mà không vận động thì không thể nào huy động được quần chúng tham gia những cái cuộc xuống đường, những cái cuộc tuần hành thị uy để mà lật đổ chế độ Cộng sản. Tôi xin thí dụ nhé. Bây giờ nói ngay ở cái nước Mỹ này, hay là nước Pháp thôi chẳng hạn, hay là các nước tự do dân chủ, mà nếu mà không có đài phát thanh, không có những người mà tổ chức vận động quần chúng đi biểu tình chẳng hạn, thì tôi nghĩ là quần chúng có lẽ cũng không đi được đâu. Nếu mà không có thông báo, không có vận động, không có những người mà xông ra đảm đương vận động quần chúng, thì ngay hải ngoại này cũng sẽ trở thành im lìm. Thế cái việc vận động nó quan trọng là như vậy. Thế cái phương pháp mà chúng ta đấu tranh để mà giải thể Cộng sản đó, nhất thiết là cần phải có những cái đầu tàu. Những đầu tàu nghĩa là những chiến sĩ dân thân.
dám hoạt động ở trong nước, mà chủ yếu là người trong nước, chúng ta về bắt muối ở trong nước mà làm. Mà làm tốt cái việc đó mà, thì khi mà cái nội bộ Đảng Cộng sản nó phân hóa, mà phong trào quần chúng mà càng lên cao thì nội bộ Đảng Cộng sản càng phân hóa. Hai cái đó là nó ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Thì đến một cái giai đoạn nào đó, đến một cái thời cơ nào đó thì sẽ bùng nổ. Và khi bùng nổ mà, thì chúng ta qua cái quá trình mà gọi là làm thế nào mà đánh vào lòng người ấy, thì chính công an, chính quân đội sẽ đứng trung lập hoặc có thể bảo vệ chúng ta. Thì chỉ cần trong vòng một vài hôm thôi, hoặc là một vài tuần thôi, thì những người lãnh đạo ngoan cố Cộng sản bây giờ ấy sẽ phải run sợ trước những cuộc biểu tình hàng trăm ngàn người, hàng triệu người cũng có ở những thành phố lớn, và sẽ phải rút lui, nhường chỗ cho một cái chế độ dân chủ. Đấy là cái con đường bắt buộc chúng ta phải đi. Những cái điều đó đã từng xảy ra ở Liên Xô, từng xảy ra ở Đông Âu, từng xảy ra Liên Xô, từng xảy ra ở Đông Âu. Cho nên chúng ta làm tốt cái công việc đó ấy, thì sẽ có ngày chúng ta thành công. Thế có cái điều tôi rất là làm suy nghĩ là một cái việc lớn như cái việc mà Cộng sản nó dâng đất ấy, dâng biển cho Trung Quốc ấy, nó bán nước trắng trợn, hiểu không? Thế mà tôi chưa thấy trong nước có một cái cuộc xuống đường nào, một cuộc biểu tình nào. Nó chứng tỏ là những cái hoạt động của những tổ chức chính trị, tôi không nói riêng ở ngoài này đâu, kể cả ngoài này lẫn trong nước, hoạt động còn quá yếu ớt. Mà nếu còn quá yếu ớt như vậy thì chúng ta không hy vọng gì có thể huy động được quần chúng. Mà không huy động được quần chúng thì không có cái cách nào mà có thể phá vỡ được cái chế độ đảng trị của Cộng sản. Đấy là ý kiến của tôi như vậy. Dạ, cảm ơn thi sĩ Nguyễn Chí Thiện. Next, mời cà phê dĩ bản. Trước hết thì cà phê xin gửi lời chào với ông Nguyễn Chí Thiện và cả các bạn. Cà phê có một câu hỏi mà cà phê rất là thắc mắc từ bấy lâu nay mà không có cơ hội hỏi. Hôm nay nhân tiện hôm nay thì xin ông Nguyễn Chí Thiện cho cà phê biết một chút ý kiến. Câu hỏi của cà phê là theo ông Nguyễn Chí Thiện thì nếu một ngày nào đó mà Cộng sản bị lật đổ thì theo ông ai sẽ là người đứng ra để dìu dắt một đất nước tự do cho Việt Nam? Câu hỏi này thì cũng là nó chứng tỏ một cái sự lo xa hơi quá đáng của các bạn đó nè. Tôi cũng đang nghe nhiều người hỏi như vậy. Thì các bạn phải nhớ một điều này, dân tộc Việt Nam mình có 80 triệu người. Thì tôi tin rằng những thành phần trí thức, những thành phần hiểu biết ở trong nước ấy, không thiếu, mà bây giờ là bị đè bẹp dưới cái sức nặng của cái ách độc tài đảng trị mà thôi. Thì khi mà nếu mà Cộng sản mà tan đổ mà, thì sẽ có những cái lớp người khác, những cái anh tài của đất nước lúc bây giờ sẽ có điều kiện xuất hiện. Và những người đó tôi tin rằng tài giỏi hơn, hiểu biết hơn là Lê Khả Phiêu, hơn là những Đỗ Mười, hơn là những Nông Đức Mạnh, hoặc là Phan Văn Khải, hoặc là Trần Đức Lương bây giờ, vân vân. Không thiếu gì những người tài giỏi hơn họ cả. Mà sự thực mà nói là những người này từ xưa đến nay, từ Hồ Chí Minh trở xuống, lãnh đạo đất nước trong vòng kể cả Bắc lẫn Nam nửa thế kỷ nay rồi. Nhưng mà đất nước Việt Nam xa xuống cái vực thẳm nghèo nàn và lạc hậu, đó là dân tộc Việt Nam đau khổ mất hết tất cả nhân quyền, nhân phẩm. Thì bây giờ mà được thay thế mà, thì tôi tin là với cả cái dân tộc Việt Nam làm gì mà không có những người tài năng. Từ 4 thế kỷ trước đó, phải không? Cụ Nguyễn Trãi 4 năm thế kỷ trước đấy, cụ Nguyễn Trãi cũng đã từng nói đó, là thời cuộc có lúc khác nhau, nước mạnh nước yếu có lúc khác nhau, thế nhưng mà hào kiệt anh tài thì đời nào cũng có. Chúng ta không lo. Nếu mà chúng ta lo mà, thì ông Lê Lợi ngày xưa nhân dân cũng lo, mà nếu mà đuổi quân binh thì thế lấy ai cai trị, phải không? Hay là nếu mà lo nữa mà thì bây giờ đuổi quân Pháp thì thế lấy ai cai trị, phải không? Thế thì cái mối lo này nó hơi quá đáng. Thì chúng ta xem những nước như Đông Âu, như Tiệp, như Hung, như Ba Lan rồi. Thế sau khi mà Cộng sản nó đổ mà, thì những cái lực lượng dân chủ nắm quyền, và bây giờ cái tình hình các nước đó nó đã có một cái cải thiện về kinh tế là trông thấy. Thế còn về nhân quyền và về tự do thì nó vượt hẳn cái thời mà sống với chế độ Cộng sản. Thì chúng ta cũng không nên nghĩ sai như vậy, mà bây giờ chúng ta hãy tạm nghĩ dừng lại giới hạn, là nghĩ ra làm cái phương pháp nào để mà vận động được quần chúng, để cho quần chúng biết rõ tất cả những cái sự thật, biết rõ cái nỗi nhục phải sống dưới cái sự bưng bít của Cộng sản. Đấy. Sống dưới cái bàn tay của một cái bọn cướp ấy, bọn mafia. Thì quần chúng mà thấm được như thế, nhất là giai cấp trí thức mà thấm thiết được những điều đó ấy, thì đất nước Việt Nam mình sớm có ngày sẽ được dân chủ hóa. Mời Voi Chát. Mời xin lỗi chị đến Sài Gòn nha. Voi Chát.
Cảm ơn. Vua chết thì thích nói những chuyện gì hiện tại thôi. Thì hiện tại bây giờ thì vua chết chỉ nhìn nhận và thấy rằng tại hải ngoại chẳng hạn như Cali, thì nào là tổ chức người Việt, nào là cộng đồng người Việt. Thì có một lần bác của vua chết cũng lần đầu tiên từ Việt Nam sang, bác cũng muốn đến những cái tổ chức, những cái hội đồng người Việt để... Vừa mới treo một lá cờ với cái hình Hồ Chí Minh lên đó, thì đã có ngày có những hàng bao như chục ngàn người làm chấn động cả cái Nam Cali. Truyền thông Mỹ và truyền thông quốc tế cũng phải nói đến. Thì những người này thì bình thường họ cũng không lên tiếng được. Thế nhưng mà khi thấy những cái gì mà sai trái, thấy những cái gì mà lộng hành của Cộng sản, mà dương những cái lá cờ đã thấm biết bao nhiêu là máu, nước mắt của dân tộc, dâng cái hình ảnh ông Hồ lên cái chỗ này, thì nó là cái hình ảnh của một tên quỷ sứ, của một cái tên tội đồ dân tộc, thì gặp ngay một cái sự phản ứng dữ dội. Thì những cái điều đó ấy, nó chứng tỏ một cái điều là người Việt chúng ta sống trong một xã hội tự do, tất nhiên là nó không thể giống nhau được. Chỉ có trong những chế độ độc tài ấy, thì nó có thể đoàn kết chặt chẽ, lúc nào cũng nhất trí, phải không nào? Người dân lúc nào cũng chỉ giơ tay nhất trí thôi. Cho nên tôi sống ở trong nước ấy, những cái thời của độc tài ấy, thì bao giờ người dân cũng chỉ có hai điều thôi. Là thứ nhất thì ngồi lì, thứ nhì thì đồng ý, chứ không còn có ai dám có một cái tư tưởng nào khác. Nhưng mà một cái xã hội tự do nó cũng như thế. Thí dụ như là chúng ta thấy như nước Mỹ chẳng hạn, đảng Dân Chủ với đảng Cộng Hòa nó cũng cãi nhau như mổ bò ấy, rồi lôi đời tư của nhau ra mà mổ xẻ nó là, thì chúng ta nhìn mà thấy chúng ta tưởng là nó phân hóa, nó tan nát rồi, nhưng mà không phải đâu, đấy là cái sinh phẩm dân chủ. Thế còn cái việc mà đoàn kết các tổ chức ở ngoài này lại thì theo tôi nghĩ nó cũng không cần thiết, không cần thiết mà cũng không làm nổi nữa. Thế nhưng mà tất cả, nếu mà tất cả tập trung vào cái mục tiêu duy nhất ấy, là cái mục tiêu mà làm thế nào mà dân chủ hóa đất nước, làm thế nào mà giải thể được cái chế độ độc tài mà nó kìm hãm dân tộc ấy, để cho cái con rồng chỗ của chúng ta có thể cất cánh mà bay được, thì nếu tập trung vào cái mục đích đó ấy, thì tôi nghĩ rằng thì là cái việc tốt thôi. Mà có thể khẳng định với lại các bạn là tuyệt đại đa số những người Việt sống ở hải ngoại, nghĩa là những người đã từng phải chạy trốn cộng sản ấy, liều mình vượt biển rồi thì là chết chìm chết nổi, rồi bị hải tặc nó hãm hiếp, nó cướp bóc ấy, chẳng là, thì những người đó mà làm sao mà có thể tán thành được cái lệ với lực cộng sản. Thế còn cái việc cộng sản nó thừa người, thừa tiền, nó có tổ chức, nó có huấn luyện, mà nó đưa sang bên này cái mảnh đất tự do để mà nó gây rối loạn, thì trước cái tinh thần của hơn ba triệu người Việt đấy, thì chúng cũng đã tỏ ra là bất lực. Cụ thể cho đến ngày hôm nay là đã 27 năm nay rồi, thế mà tôi cũng chưa thấy có một cái lá cờ nó dám phấp phới ở giữa Nam Cali nữa. Mà không cứ ở Nam Cali, mà kể cả ở Bắc Cali, cũng kể cả ở Houston, rồi kể cả ở vùng tôi là Virginia, rồi khắp nơi trên thế giới, tôi chưa thấy có cái chỗ nào mà có một cái lá cờ cộng sản nó có thể tung bay được. Thế mà hơn nữa, trước kia đấy, khi mà lúc mà cộng sản nó còn đang thịnh thời đấy, thì ở Pháp này, thì ở Paris này, ở London này, thì những cái hội Việt kiều yêu nước nó đông lắm, nó mạnh lắm. Thế nhưng mà từ khi mà có cái lớp người truyền nhân, rồi lớp người tị nạn sang, và nhất là từ khi mà Đông Âu mà Liên Xô nó sụp đổ mà, thì tất cả những cái hội Việt kiểu yêu nước thì bây giờ chỉ là lén lút như là những bầy chuột, thế nó thực như thế mà không còn dám ló mặt ra ngoài. Đấy, ngay như Pháp là cái nơi mà phong trào Việt kiểu yêu nước nó mạnh lắm, nhưng mà bây giờ cũng hầu như là tàn lụi, không còn có bất ai. Mà bản thân những người trước kia trong cái tổ chức gọi là Việt kiểu yêu nước mà, thì đa phần bây giờ cũng lại chống lại nhà nước đấy, chống lại cái đường lối mà tham nhũng, cái đường lối mà đảng trị, chống lại cái đường lối mà tham ô hối lộ này, một cái bọn mafia của dân tộc. Thì cái điều này chúng ta không ngại. Tôi đã nói từ nãy, cái nhiệm vụ của chúng ta là yểm trợ cho những người trong nước, và cái sự yểm trợ của chúng ta không phải là không có hiệu quả. Tuy là như thế nhưng không phải không có hiệu quả. Nếu mà không có hiệu quả ấy, thì tôi cũng chết trong tù, thì không còn có bây giờ ngồi ở đây đâu. Chính tôi cũng nhờ cái sự yểm trợ của đồng bào hải ngoại, cho nên thế giới biết đến, cho nên cộng sản mới tha tôi và mới để cho tôi đi sang ngoại quốc. Tôi phải biết bao nhiêu những người hoạt động dân chủ đó, thế như ông Nguyễn Đăng Quế, ông Đoàn Viết Hoạt vân vân, phải không nào? Thế nhờ những cái sự đấu tranh, nhờ áp lực của thế giới, mà do người Việt này đứng ra đầu tiên, thì thế giới nó mới biết đến. Thì những người đó đã thoát vòng tù đục và vẫn còn tiếp tục sống và hoạt động. Thế ngay những người như ông Hoàng Minh Chính như vậy cũng rất tin tưởng ở ngoài này. Ông Trần Độ cũng rất tin tưởng ngoài này. Nếu không tin tưởng thì làm sao lại phải gửi tất cả các bài vở này ra ngoại quốc, để chúng ta sẽ dùng những cái bài vở đó lại đưa về trong nước cho đồng bào đọc. Thế và khi có một cái nguy cơ gì đó mà, thì lập tức là báo hiệu ra ngoài này để chúng ta đấu tranh. Đấy, thì thí dụ như Hoàng Minh Chính ấy, năm 1995 ông bị bắt ấy, thì ông vừa bị bắt, lúc tôi còn ở trong nước, ông bị bắt ấy, thì vợ ông
ta, con rể ông ta này, lập tức điện thoại ra ngoài này, báo tin là ông Hoàng Minh Chiến đã bị bắt, để cấp cứu với chúng ta, để chúng ta lên tiếng. Thì cái hoạt động của chúng ta ở ngoài này ấy, nó có hiệu quả chứ không phải không. Tất nhiên nó còn có những cái giới hạn, còn có những cái mà buồn lòng là khác, nó có những cái sự mâu thuẫn, nó có những cái sự kèn cựa lăng mạ lẫn nhau. Cái này một phần là cộng sản nó dúng tay vào, một phần cũng là cái cá tính của chúng ta chưa dẹp bỏ được cái những cái vị kỷ, những cái nhỏ nhen, để mà nhìn vào cái mục tiêu lớn, cái mục tiêu chung mà quan trọng hơn là cả là dân chủ hóa đất nước. Thế nhưng mà không vì thế mà chúng ta thất vọng, chúng ta đã làm được việc và cũng đã làm được như thế là tương đối nhiều. À, và người kế tiếp xin mời Việt Quốc xã. Ok, xin cảm ơn chị đến Sài Gòn. Thì trước tiên là xin thân ái gửi lời chào tất cả các bạn và xin được chào bác Thiện. Và vừa rồi thì cũng đã nghe được bác và nêu rõ về những cái sự thật của Cộng sản Việt Nam và tiêu biểu đó là Hồ Chí Minh. Thì thưa mấy bác rằng là với những cái mà ý kiến, những lời nói của bác vừa qua, thì cái điều đó thì Việt Quốc xã rất là cảm ơn và chân thành bác đã có những cái sự giải thích cho tất cả bạn về cái bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và bác, như bác cũng đã biết rằng là với những người nhân dân miền Bắc ngày hôm nay và trước kia thì họ cũng đã hiểu được về cái phần này. Tuy nhiên ngày hôm nay có cái sự đóng góp của bác thì cũng đã có một cái phần để cho tất cả các bạn trẻ, nhất là các bạn đã sinh ra và lớn lên ở trong dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, và hôm nay thì các bạn đã một lần nữa được có cái cơ hội để hiểu được về Hồ Chí Minh. Thì một lần nữa thì xin cảm ơn bác. Và bây giờ thì cái câu hỏi của Việt Quốc xã đầu tiên đối với bác đó là với tư cách bác là một người đã sinh ra và lớn lên ở chế độ Cộng sản, và bác đã có từng những cái thời gian ở trong những lao tù của Cộng sản, và trong với thực tế của hiện tại của đất nước Việt Nam của chúng ta, thì như các bác biết, tất cả mọi người đều mong muốn đất nước của chúng ta có một cái sự tự do dân chủ. Thì với một cái tư cách như vậy, bác có những cái điều gì muốn đóng góp, hoặc là bác có những cái cách nhìn như thế nào để nhắn nhủ với những người dân Việt Nam là chúng ta phải nên làm những gì? Tôi xin Việt Quốc xã xin thưa mấy bác là những người Việt Nam ở trong nước, không phải là những người Việt Nam ở hải ngoại, thì cũng mong muốn bác cũng như là bác đã nêu ra rằng là những cái sự đấu tranh vẫn còn yếu kém, và vì vậy bác có những cái ý kiến nào đối với nhân dân Việt Nam là cần phải làm như thế nào? Và bác cũng biết được rằng là cái tư tưởng và ý thức hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ nó không còn phù hợp với đất nước của chúng ta nữa, và cái điều đó đã cho thấy rằng những cái sự hiệu quả dẫn đến đó là đất nước của chúng ta đã mất tự do dân chủ và nghèo đói, thì cái điều đó bác cũng đã biết. Và trong một cái đơn cử ví dụ như bác còn ở Việt Nam, thì cái cung cách đấu tranh vận động như thế nào đối với nhân dân, thì Việt Quốc xã cũng rất là mong mỏi bác có những ý kiến như vậy, là bởi vì Việt Quốc xã cũng rất là nhiều các bạn trẻ với tư tưởng dân tộc và thay đổi xã hội cho nó một tự do dân chủ, và đang ngày đêm đang có những cái cuộc đấu tranh để gây phân hóa cho Cộng sản. Thì cái ngày hôm nay thì rất là hân hạnh được biết bác, để bác có ý kiến nào nếu ví dụ như bây giờ bác đang ở trong đất nước Việt Nam, thì bác sẽ làm những gì với những cái kinh nghiệm của bác, thì bác sẽ vận động như thế nào, thì Việt Quốc xã rất là mong mỏi cái ý kiến của bác. Xin cảm ơn bác. Nó thực cái câu hỏi của anh bạn trẻ vừa rồi tôi thấy rất là trí tình trí lý đấy, là cái tình hình ở Việt Nam ấy, thì tôi cũng đã rời nước như thế là đã 6 năm. Thế mà tôi tin rằng với trong sáu năm nay ấy, thì cái sự biến đổi nó cũng đã có ít nhiều. Thì cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh là tại sao mà đất nước của mình nó cứ im lìm như thế, mà yếu kém như vậy trong cái vấn đề đấu tranh ấy, thì cái này nó có nguyên nhân của nó. Cái nguyên nhân của nó là cái chính sách khủng bố của Cộng sản, nó khủng khiếp quá. Nó khủng khiếp mà đến nỗi là bây giờ ấy, nó không còn khủng bố được như trước nữa. Vì là thành trì của phe xã hội chủ nghĩa, quê hương cách mạng là Liên Xô và Đông Âu đã đổ rồi. Bây giờ nó trở thành cái côi cút rồi, dựa vào thằng Tàu. Mà cái thằng Tàu thì trước kia thì chính Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi nó là cái kẻ thù chuyên kiếp mà. Thì dựa cũng chỉ là cái chỗ dựa lung lay, không lấy gì làm vững chắc. Thế mà tại sao người dân Việt Nam mà bây giờ vẫn còn sợ sệt? Thì mình phải thấy là cái khủng bố của nó ấy, tuy là nó giảm nhưng nó vẫn còn. Thế mà cái bản chất của người dân gọi là dân lành, các cụ nó gọi là dân lành, là an phận, phù thường. Thế mà bây giờ để mà kích động được cái lớp dân lành đó nó đứng lên ấy, thì nó phải trông chờ vào những cái tầng lớp ưu tú, tầng lớp trí thức, tầng lớp ưu tú ở trong nước. Thế mà cái tầng lớp này ấy, thì ở miền Bắc cũng như miền Nam, bao nhiêu thế hệ nó bị rèn luyện,
rèn luyện trong cái tinh thần thuần phục mà. Cái tinh thần là thuần phục và khiếp sợ. Mà ai mà chả sợ. Những nhà tù, những cái sự ám sát thủ tiêu mà ngày hôm nay nó vẫn còn, nó không quá đáng như trước nhưng nó vẫn còn. Thì người dân nào mà không sợ. Thí dụ như bây giờ mà người cha mẹ nào mà thấy con mình mà dám lao vào một cuộc chiến đấu mà, tuy là cuộc chiến đấu chính nghĩa đáng khen đấy, thế mà thấy con mình có thể bị hy sinh kiểu này, thì ai mà dám không can ngăn, mà không dám khuyên con mình là đừng làm nữa. Thì cái tâm lý cầu an nó là một cái cản trở rất lớn. Cái cản trở rất lớn không những cho Việt Nam đâu, mà cho cả nhân loại nữa. Tôi thí dụ như là hồi trước thì hồi Pháp thuộc đấy, thì sự thực những người mà dám đứng lên đấu tranh cũng không nhiều, không nhiều. Thế nhưng mà khi thời cơ đến thì chính những người đó là những cái người mà đã kích động được toàn dân đứng lên để làm cái cuộc kháng chiến chống Pháp và làm cái cuộc cách mạng tháng 8 thành công. Đấy là nhân dân Việt Nam đã làm thành. Thì bây giờ cũng vậy thôi. Nó cần phải có một lớp trí thức biết thấm nhục, biết thấy rằng sống dưới cái sự cai trị của những cái bọn mà vừa ngu tối, vừa tham tàn, vừa không còn có một cái tí gì gọi là cái tí lương tâm của con người nữa, như là cái bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì nó là cái bước chuột. Mà một người trí thức, kể cả sinh viên, nhất là giới trẻ ấy, một thanh niên kiểu này, phải có cái tinh thần hiên ngang, có cái chất men mà phản kháng, bất phục tùng ở trong người, thì tất cả những cái đức tính tốt đẹp đó mà muốn làm nên sự nghiệp ấy, đội trời đạp đất của cái đứng năm như ấy, thì tất cả những đức tính ấy thì trong bao nhiêu lâu nay, bao nhiêu năm nay đã bị cộng sản nó thủ tiêu. Nó dạy người ta thuần phục, nó dạy người ta phải luồn cúi, nó dạy người ta phải ép mình vào tập thể, hủy diệt tất cả những khát vọng của cá nhân. Thì cái này phải nói công bằng là nó cũng đã thành công phần nào, nó thành công phần nào. Thì cái chính sách mà nó giáo dục con em từ cái thủ lên 6 lên 7 ấy, là nó rất sợ những thanh niên mà hiên ngang, tài trí. Cho nên là tôi còn nhớ cái bài Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn các em nhi đồng. Nó có một câu thế này là tập tành sao thân mình em được nở nang, trở nên sau này anh tài hiên ngang. Đấy là năm 45 tôi được hát. Sau đó lập tức nó đổi ngay. Nó đổi là trở nên sau này lao động vinh quang. Vì nếu mà trở nên sau này anh tài hiên ngang, đất nước mà có một số đấy, chưa nói nhiều nhé, vài ba nghìn người mà thanh niên mà trở nên anh tài hiên ngang mà, thì nó đã khó cai trị rồi. Không có cái thứ độc tài mà có thể cai trị được một đất nước như thế. Thế cho nên nó phải dẹp cái chuyện trở nên sau này anh tài hiên ngang đi. Đáng như anh tài hiên ngang, một nước mà có nhiều anh tài hiên ngang là phải khuyến khích chứ. Thế tại sao có một câu như thế mà phải xóa đi? Là vì nó muốn giáo dục con người trong thuần phục. Thế một mặt nữa nó khủng bố. Nào nhà tù, nào trại giam đó là biết bao nhiêu là cái đe dọa đến con người. Thế mà nhất là giới trí thức thì tôi cũng phải thừa nhận một điều là giới trí thức Việt Nam mình kém quá, không có khí phách, thiếu khí phách. Nên nói chung thì tất nhiên nó có những cá nhân khá, nhưng cá nhân khá nó còn quá ít. Thế bây giờ hồi tôi sống ở trong nước, kinh nghiệm bản thân tôi cho thấy ấy, khi mà tôi nói về cái vấn đề mà sống nhục như thế mà, thì người nào cũng hiểu. Nhưng mà bảo đến họ dấn thân dám đứng lên mà làm một cái việc gì đó mà, thì nhìn trước thì thấy vợ, nhìn sau thì thấy con, đúng không? Bên phải nhà tù, bên trái thì nó là đói rét, tất cả những cái thứ đó nó làm cho người ta trần bước. Thế thì yêu cầu là phải đi vào quần chúng, phải có thêm được những người trí thức, không nhiều được đâu. Thế nhưng mà phải thêm có những người trí thức, những người dám nghĩ, dám làm và dám nói, bất chấp tất cả mọi nguy hiểm. Thí dụ như là Tràng Nguyễn Vật Lý, thí dụ như là những chiến sĩ dân chủ bây giờ trong nước ấy, như Hoàng Tiến, như là Trần Độ hay là như là Nguyễn Thanh Giang ấy, họ rất can đảm. Thế nhưng mà cần có nhiều người như thế nữa, mà muốn có nhiều người như thế nữa thì chúng ta phải thường xuyên liên lạc được với nhau, vận động được với nhau và phải đấu tranh cho nó rộng khắp. Mà cái yêu cầu đầu tiên là chúng ta phải làm thế nào đấu tranh giành lại được cái quyền tự do ngôn luận. Nếu không có ngôn luận nữa mà, thì cái tư tưởng ở trong đầu chúng ta nó chết trong đầu chúng ta, nó không thể chuyển sang thành hành động được. Thì cái ngôn luận này, nó tối quan trọng, nó là cái cầu để nối liền tư tưởng sang hành động. Thế chính vì hiểu rõ cái tầm quan trọng như vậy cho nên đến ngày hôm nay này, là năm 2002 thì toàn bộ truyền thông đều nắm trong tay cộng sản. Thì trước cái tình trạng như vậy này, ở trong nước nhất thiết phải có những tờ báo bí mật, nhất thiết phải có những tờ truyền đơn kêu gọi đồng bào, kích thích tất cả những cái sĩ khí, những cái tấm lòng là trung kiên đối với đất nước, đánh thức cái con người viết hoa đấy, nó sống lại. Có như thế chúng ta làm được những việc như thế mà, thì chúng ta mới có thể hy vọng
là phân hóa được hàng ngũ của cộng sản. Mình phải công bằng mà nói, trong hàng ngũ của những người cộng sản 2 triệu người đảng viên đấy, cái số người mà được hưởng thụ đấy, có quyền lực và có quyền lợi, nó chỉ là một số rất nhỏ thôi. Chứ còn tuyệt đại đa số những người ngay ở trong đảng viên cộng sản ấy, cũng sống không khác gì nhân dân là bao. Thì chính cái lực lượng nội bộ đó mà khi nó phân hóa nó bung ra mà, và cộng thêm với lại cái sự vận động quần chúng của những người chiến sĩ dân chủ đấy, thì lịch sử con người dân tộc mỗi thứ nó đều có cái vận mạng. Chúng ta không phải là nằm chờ vận mạng, chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ, chuẩn bị từng ly từng tí, từ nhỏ đến to. Thế mà cứ chuẩn bị như vậy, đến khi nào một cái thời cơ lịch sử nó bùng nổ mà, thì chúng ta sẽ có cái dịp đó, và sẽ chỉ trong một thời gian rất nhanh là có thể quét sạch được tất cả những cái đám người nó đang đè đầu cưỡi cổ dân tộc và kìm hãm tất cả bước tiến của dân tộc. Thì nếu tôi ở trong nước thì tôi cũng chỉ có thể làm được công việc là đi vận động bạn bè, vận động giới trẻ để mà có cái dũng khí cổ vũ họ, khuyến khích họ, coi những người đó là cái tấm gương sáng, coi những cái người mà dám hy sinh với đất nước mà là tấm gương sáng để cho tuổi trẻ nó nghe theo, nó noi theo. Mình phải có cái ao ước, có cái khát vọng được làm những cái việc như vậy. Khi mà dám đã có một cái tinh thần như vậy rồi, mà cái dân tộc mà có như thế thì dân tộc sẽ không bao giờ chịu nô lệ cả. Cái điều đó là cái điều chắc chắn. Như thời Tây đấy, một lúc người ta chém 13 cái đầu của Nguyễn Thái Học với các đồng chí đó, thế mà vẫn có những cái lớp trẻ khác đứng lên kế tiếp làm theo. Thế và khi thời cơ tới đó thì sẽ làm nên lịch sử. Thì ngay ngày hôm nay giai đoạn này chúng ta cũng như vậy, đấu tranh là phải hy sinh chứ không có một cái con đường nào khác. Mà muốn hy sinh thì phải có cái dũng khí, mà cái dũng khí này chúng ta phải vun trồng, phải làm thế nào mà thổi nó lên cho nó to lớn hơn lên, thâm nhập vào tâm hồn của giới trẻ thanh niên. Khi nào những cái đó chúng ta làm thành công được ấy, thì chúng ta có thể khẳng định là dân tộc chúng ta sẽ được sống trong tự do, ngoài ra không còn có một cái phương pháp nào khác cả. Ok, trước tiên là Lãnh Khánh Thanh xin kính chào tất cả các anh chị off trong này, các anh chị em off trong này, và cũng chào chú dì Nguyễn Chí Thiện và tất cả các anh bạn hữu trong room này luôn. Thì theo ý kiến mình bây giờ nếu mà cái phong trào đấu tranh cho giới tuổi trẻ thì theo cái chú Nguyễn Chí Thiện đó, thì cái phong trào đấu tranh của tuổi trẻ đó thì như thế nào mình phải đấu tranh cho nó thực tế cho đúng. Tại cũng có phong trào đấu tranh hiện giờ đó thì tuổi trẻ cũng là cũng hăng say, phải không? Mà cũng có nhiều hội đoàn cũng góp sức vào đó. Mà một khi mà có những cái gì mà trong cái nhóm ở đây hải ngoại về đó thì là đều có một sự mà coi như là về là có bị theo dõi và bị tóm gọn, mà không biết nguyên do nào. Thì cái chế độ cộng sản nói đó là xóa bỏ nghèo là cái gì, xóa nghèo giảm đói gì đó đó, thì nó lấy cái chính sách đó để mà tụi mình ở hải ngoại là đấu tranh không được á. Thì cái chính sách đó theo chú Nguyễn Chí Thiện cho ý kiến như thế nào, xin chú Nguyễn Chí Thiện cho ý kiến. Cái sự thực mà cộng sản này nó không bao giờ nó quan tâm đến đời sống của nhân dân cả. Bây giờ theo những con số của Liên Hợp Quốc ấy, con số của những cái cơ quan nó nghiên cứu nó tỉ mỉ đấy, thì hiện bây giờ nó còn đến 40% trẻ con Việt Nam là thiếu dinh dưỡng, có nghĩa là thiếu ăn thiếu gạo. Trong lúc thiếu ăn thiếu gạo như vậy, thế mà cộng sản nó vẫn xuất khẩu ngang nhiên một năm 4 triệu tấn gạo, thì đủ hiểu rằng thì là cái đời sống nhân dân nó như thế nào. Nếu chúng ta nhìn vào Việt Nam thì bây giờ nhiều người cứ tưởng là nó quá đói giảm nghèo gì đó đấy, chẳng hạn. Thì nếu mà chỉ nhìn vào một cái số bề mặt của thành phố thôi thì nhiều người sẽ nghĩ là cuộc sống cải thiện, nhưng nếu đi về nông thôn và đi về các vùng rừng thì cái cuộc sống rất là thê thảm, rất nhiều người đói khổ. Thì cái điều này chính ông Trần Độ và những người sống ở trong nước biết đấy. Thì chính ông Trần Độ nói một cái người nông dân bây giờ Việt Nam của mình bây giờ phải làm 3-4 ngày mới kiếm được $1, rất là đói khổ chứ không phải không. Thì cái tuyên truyền của cộng sản ấy, mà nếu mà chúng ta để ý mà theo dõi tình hình ở trong nước ấy, theo dõi một cách rất sát về nông thôn, về những vùng rừng núi, mà nhìn rõ cảnh đời sống cơ cực hay là của những người nằm vỉa hè ngoài đường ấy, thì chúng ta mới thấy là cái chữ gọi là nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo ấy, là những cái mà nó chỉ là cái tuyên truyền của cộng sản thôi. Thế còn cái việc mà tại sao mà có nhiều tổ chức về, một số tổ chức những nhiều đâu về mà bảo hoạt động một thời gian ngắn thì bị bắt, thì cái này nó là do chúng ta phải có kinh nghiệm, gọi là hoạt động, cái này nó gọi là hoạt động bí mật.
hoạt động trong lòng địch này, và phải có những cái lớp huấn luyện cho những người về biết phương pháp đấu tranh, biết giữ bí mật, biết bảo mật, đó là làm như thế nào để có thể thoát khỏi cái sự theo dõi, cái sự tìm kẹp của cộng sản. Đấy nó là cả một cái kinh nghiệm. Mà trước khi về thì những cái tổ chức đấu tranh chính trị phải mời những người có kinh nghiệm đấu tranh, những người đã sống trong nước có kinh nghiệm đấu tranh với cộng sản, xây dựng như là những cái trường huấn luyện ấy, một thời gian được 3 tháng hoặc 6 tháng để có đầy đủ kinh nghiệm về mà chiến đấu với cộng sản. Thì như bản thân tôi này, ở trong nước ấy, nhất là những năm xa xôi, cái thời mà rất là khó khăn, cộng sản nó theo dõi tôi, công an nó theo dõi từng bước một đấy chứ. Thế nhưng mà tôi vẫn thành công trong cái việc mà phổ biến thơ của tôi trong quần chúng. Thế mà thậm chí tôi còn mang cả một cái tập thơ chép tay ra mà vào sứ quán Anh, mà trong khi đó cộng sản vẫn theo dõi tôi mà tôi vẫn làm nổi. Cái này nó cần phải có kinh nghiệm, cần phải có mưu lược trong hành động. Thế cho nên là nếu mà về mà thất bại thì đây là lỗi tại những cái tổ chức chính trị đã không làm tròn cái nhiệm vụ huấn luyện những người trước khi gửi về, hoặc là trong nước mà bị bại lộ cũng là do thiếu kinh nghiệm. Thì cái này nó là cuộc đấu tranh nào thì cũng có những cái sai sót. Thế nhưng mà muốn thành công ấy, bắt buộc là qua chiến đấu, qua thất bại, trưởng thành dần dần, không thể nào nhanh chóng được. Nhưng tôi xin nhấn mạnh một điều, hoạt động trong nước phải được huấn luyện phương pháp hoạt động bí mật, thì có như vậy mới có thể lâu bền và thoát khỏi được cái sự theo dõi của cộng sản. Nhưng mà cũng có cái điều may là từ nhiều năm nay là cộng sản nó theo dõi cũng rất là hời hợt. Vì tôi biết là công an chỉ lo kiếm tiền thôi, chứ cũng ít để ý đến chuyện nọ chuyện kia lắm. Chính vì vậy cho nên là hàng lậu tràn lan, rồi các thứ tràn lan ở trong nước mà không thể nào dẹp nổi cả. Nó không khó khăn như là ngày trước. Thậm chí ngay những cái năm mà khó khăn nhất ấy, ví dụ như năm 1983, 84, 85, thế mà anh Trần Văn Bá mà sinh viên ở Pháp về, thế mà anh còn hoạt động ở trong nước được 2-3 năm mới bị bắt cơ mà. Đấy. Thế cho nên là chúng ta không nên nhìn thấy những cái việc mà về trong nước hoạt động mà bị bắt một số mà chúng ta nản lòng. Cái công việc bị bắt là chuyện đương nhiên thôi. Thế nhưng mà chúng ta nhất thiết là phải làm thế nào bảo toàn lực lượng được càng nhiều bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Mà muốn được như thế thì phải có một cái sự huấn luyện chu đáo về phương pháp hoạt động bí mật trong lòng cộng sản. Đấy, cái điều này không thể thiếu rồi. Cảm ơn. Xin mời rất là Trưng Trác nha. Trưng Trác xin xin chào thi sĩ Nguyễn Chí Thiện. Thưa thi sĩ, khi mà Trung Trác còn ở Việt Nam, thì khi mà học lớp 9, thì khi mà Trung Trác mở đầu xuống lịch sử lớp 9, thì Trung Trác thấy một cái tựa đề trong cuốn sách lịch sử Cộng sản Việt Nam ghi như thế này: một ái quốc đi tìm đường cứu nước, và ông đã tìm ra con đường do Lenin chỉ dẫn. Bây giờ bôn ba ngoài nước, hôm nay được hân hạnh được gặp thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, thì Trưng Trác xin hỏi một câu. Năm 1911, khi mà Hồ Chí Minh ra đi trên một chiếc tàu buôn của Pháp, thì quả thật là có đúng như lời Cộng sản Việt Nam đã nói như vậy hay không? Hồ Chí Minh ra đi có phải là để tìm đường cứu nước hay không? Xin thi sĩ Nguyễn Chí Thiện cho giải thích cho Trưng Trác biết và tất cả các chú bác và anh chị em trong room. Xin cảm ơn thi sĩ. Vâng, thì bây giờ tôi xin trả lời trực tiếp mà phải nói theo tài liệu, vì nghĩa là chuyện của lịch sử nó cách đây như thế là cũng đã gần một thế kỷ rồi. Thì chính bản thân tôi cũng như các bạn, thậm chí như ông già 80 tuổi mà, thì cũng không hề biết gì những cái chuyện xảy ra từ năm 1911 cơ, đúng không nào? Thế thì bây giờ chúng ta phải nói là nói theo sách, nói theo sách vở, nói theo tài liệu chính xác. Thì cái việc đầu tiên mà năm 1911 mà ông Hồ lên tàu, cái tàu của Pháp ấy, tàu buôn, lên làm mồi tàu ở dưới đó, xuất ngoại, thì đấy nó là một sự thật. Thế còn cái ý đồ xuất ngoại của ông ta như thế nào, thì tôi tin rằng có lẽ là chẳng ai biết nổi, vì chúng ta hậu sinh mà, không biết nổi. Nhưng mà chúng ta có thể phán đoán được là phải dựa vào những cái tài liệu lịch sử, vào những cái bằng cớ chắc chắn, thì chúng ta sẽ đoán được. Thì khi mà ông Nguyễn Sinh Công đấy, là Nguyễn Tất Thành, tức là Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh sang đến nước Pháp, ra đến hải ngoại, thì cái việc đầu tiên của ông ta làm là nộp một cái lá đơn xin vào học trường thuộc địa, tiếng Tây nó gọi là École Coloniale. Thì các bạn bây giờ không biết cái trường nó như thế nào, cái đơn xin của Nguyễn Ái Quốc không?
nó còn sành rành đấy, ông ấy viết bằng tiếng Pháp. Dù sao hồi đó ông mới sang cũng đã biết được một tí tiếng Pháp, thì viết được cái lên bằng tiếng Pháp. Xin vào trường thuộc địa. Thì cái trường thuộc địa này, cái Ecole Coloniale ấy, là thực dân Pháp hồi đó ấy, nó chỉ dành riêng cho để đào tạo tay sai, đào tạo những người ra làm việc để phục vụ cho nhà nước Pháp, trở về Việt Nam làm quan. Thí dụ như là quận trưởng, quan huyện, quan chức gì đó đấy, phải không nào? Để mà giúp việc cai trị dân tộc Việt Nam của Pháp. Thế nếu mà Nguyễn Ái Quốc là một cái người mà thực sự mà đi tìm đường cứu nước thì chẳng bao giờ lại làm đơn để mà xin vào một cái trường để về cai trị Việt Nam mà làm tay sai cho Pháp. Đấy là một bằng cớ để tôi có thể nhấn mạnh các bạn lưu ý cái này. Thế trong cái đơn đấy, trong cái đơn mà Nguyễn Ái Quốc viết ấy, thì lại còn nói rõ thề là sẽ trung thành, sẽ là một cái servitor, như là một cái nô bộc tận tụy của chính phủ Pháp. Thế và rất là đội ơn nước Pháp nếu phải cho nhận vào học. Đấy thì cái đơn chữ Nguyễn Ái Quốc viết còn hành hành đấy, viết những câu đó rõ rệt, phải không này? Thế nhưng mà tiếc thay, cái trường đó ấy, nó lại vì là trường tay sai mà, nó không thể nào nhận cái ông Nguyễn Ái Quốc vào được, mà nó phải nhận những cái người nào mà là con những quan lại thực dân cơ, con những quan lại Việt Nam đại cương trung thành với nó, có thành tích rồi, nó cũng xét lý lịch cái chức phải không, thì nó mới cho vào cái trường đó. Cho nên là Nguyễn Ái gạt ra khỏi cái trường đó. Thế là sau khi gạt ra khỏi trường đó là hết đường về làm quan trong nước rồi. Thì lúc bây giờ lang thang ở Pháp thì mới bắt đầu là giao du với cái đảng xã hội Pháp hồi đó đấy. Thì cái đảng xã hội Pháp hồi đó sau này là đảng Cộng sản. Thì theo như Hồ Chí Minh viết lại thôi, chứ ông không biết đâu. Thì ông biết được từ một hôm ông đọc trong cái quyển luận cương của Lenin ấy, luận cương về thuộc địa của Lenin đấy. Thì ông ta mừng lắm, ông ta coi thì là đây là cái con đường cứu nước ở đây, đó là. Thì ông ta bắt đầu coi như là mình sẽ đi theo chủ nghĩa Mác. Thế nhưng mà vài năm sau, năm 1920, khi Đảng Cộng sản Pháp họp ở thành Tours đấy, thành phố Tours ở bên Pháp cách Paris độ 200-300 cây, thì ông Hồ Chí Minh có tham dự cái buổi họp đó. Thì họ bàn nhau về đệ tam quốc tế, thì đệ nhị quốc tế là loạn xạ phải không? Thì ông Hồ Chí Minh phải nói thật là ông chẳng hiểu cái gì cả. Ông không hiểu cái đệ tam với đệ nhị là cái gì cả. Thế cho nên là ông ấy bỏ phiếu bừa ra cho đệ tam. Thế là có người hỏi ông ta thì tại sao lại bỏ phiếu cho đệ tam quốc tế. Thì ông ta bảo vì đệ tam quốc tế là có hứa hẹn rằng là sẽ giải phóng được những dân tộc thuộc địa. Chứ thực ra là ông chẳng biết gì cả. Đấy là theo lời ông ấy nói. Thế thì tôi muốn hỏi các bạn một điều. Một người mà đến đệ tam quốc tế với đệ nhị quốc tế mà nhỉ? Danh từ, các thứ danh từ chính trị mà chính ông ấy nói, khi ông vào các câu lạc bộ hoạt động của chính trị thì ông nghe, ông bảo ông chẳng hiểu cái gì cả. Vì những danh từ chính trị nó khó quá, phải không nào? Thế mà ông ấy muốn phát biểu, chúng lại không đủ tiếng Pháp mà phát biểu. Thế một người mới đọc qua loa, chữ nghĩa chưa biết, toàn danh từ triết học khó cả. Thế mà lại dám là vạch con đường cho dân tộc Việt Nam đi theo con đường mà ông ấy chọn, thì có vô lý không nào? Thế một người rốt đặc cán mai mà chính ông ấy thú nhận như thế nhé. Mà lại dám nhận mình là cái người mà vạch ra con đường, mà bây giờ vẫn đề cao là để theo con đường mà Hồ Chủ tịch đã chọn, nhân dân Việt Nam đi theo, nhân dân Việt Nam là đi theo, đó là một cái người đến như thế là không biết một cái gì cả, mà bây giờ, đến ngày hôm nay đây này mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn nói là phải đi theo con đường Hồ Chí Minh đã chọn. Thì nói như ông Hà Sĩ Phu mà, không cứ Hồ Chí Minh thôi mà cả cái Đảng Cộng sản Việt Nam chọn chủ nghĩa Mác Lê là đã chọn trong ngu tối, không thông qua cái vọng khác của trí tuệ, nghĩa là chọn không có trí tuệ đấy. Là ông Hà Sĩ Phu nói một câu rất hay như vậy. Thì cái việc mà ông ấy đi cứu nước đó mà, theo những cái bằng chứng mà tôi được biết ấy, thì nó chỉ là những cái huyền thoại mà thôi, chứ không có cái gì là lạ cả. Cảm ơn chị Nguyễn Thiện. Voi chát ơi, chết lời cái ai của bạn đi, sao mà cứ nhảy lên giật cái micro bài ha. Nét để mất thì giờ bạn xin mời Trần Hưng Đạo, xin mời Trần Hưng Đạo. Ok, trước tiên Trần Đạo có có lời gửi chào đến thi sĩ Nguyễn Chí Thiện và các bạn trong trường ngày hôm nay. Thì để đi thẳng vào câu hỏi, thì Trần Đạo có câu hỏi này cho thi sĩ Nguyễn Chí Thiện là theo Trần Đạo thấy là những trong một cái quá trình, những cái quá trình đấu tranh của người Việt chống lại ngoại xâm, thì thường thường người dân Việt Nam chỉ khi nào đứng lên, khi mà chúng ta có những người lãnh đạo tạo ra những phong trào kháng chiến hoặc là những phong trào khởi nghĩa như là Tây Sơn hoặc là những cái cao trào khác, thì người dân Việt Nam mới đứng lên. Thì
Trần Đạo thấy rằng đó là chúng ta đã có được những những người lãnh đạo này chưa, những người lãnh đạo mà cho cái phong trào dân chủ này chưa, và làm sao chúng ta làm bằng cách nào để cổ động hoặc là khuyến khích để tạo ra càng nhiều người đứng lên trong cái phong trào này, để người dân thấy được đó là một cái phong trào, một cái cao trào, một cái phong trào để mà quần chúng người ta theo đó, để mà người ta tiếp tục đấu tranh để lật đổ cái chế độ cộng sản ngày hôm nay, Việt Nam ngày hôm nay. Tại vì cái chế độ cộng sản này thực ra họ nói là họ có công giải phóng dân tộc, họ có công đánh Pháp, đánh Mỹ, nhưng mà thực ra đánh Pháp, đánh Mỹ cai trị Việt Nam, dân Việt Nam, để họ lên họ cai trị dân Việt Nam. Họ học được cái cách cai trị, và họ còn cai trị còn kinh khủng hơn nữa. Thì làm sao chúng ta có được những người, tạo ra được một số người lãnh đạo theo cái tinh thần dân chủ, mục đích là lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam. Thứ hai là vì cái tính chất dân chủ của nó, do đó có rất nhiều cái có rất nhiều cái hội đoàn hoặc những đảng phái khác nhau sẽ cùng đứng lên đấu tranh, và làm sao chúng ta tránh được những cái gọi là triệt phái dẫn nhau, hoặc là hội đoàn này hoặc là đảng phái này triệt để lẫn nhau, để mà có thể cộng sản Việt Nam lợi dụng cái điều đó để mà dập tan cái phong trào của chúng ta. Thì chúng ta cần phải có một cái số người có cái ý thức được cái tính dân chủ, đấu tranh cho dân chủ, đấu tranh được cho lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam, để thiết lập được một cái thể chế dân chủ tại Việt Nam, để cho người dân có ý thức được cái tầm quan trọng, cái quyền của họ đối với đất nước, để mà họ chọn ra những người lãnh đạo sau này, chứ không phải là chúng ta lật đổ chế độ cộng sản để mà anh Trần Hưng Đạo thông cảm nha, hồi nãy cái câu hỏi này cũng có một bạn đã từng. Tôi xin trả lời vắn tắt ý kiến của anh bạn Trần Hưng Đạo phải không? Là theo như tôi được biết ấy, thì cái vấn đề mà lo cái việc mà giải thể cộng sản ấy mà, là cái việc tôi đã nói từ nãy là việc chính ở trong nước. Thế mà có cái điều rất đáng mừng là tôi có liên hệ với những người đấu tranh ở trong nước, thì tôi thấy họ rất là ủng hộ nhau, tán thành ý kiến của nhau và cùng chung một mục tiêu, dù là những thành phần xuất thân khác nhau. Tôi thí dụ từ những người như là Thơ Bùi Minh Quốc, thiền văn nghệ sĩ, nhà thơ Hữu Loan, thế rồi những ông Tiêu Dao Bảo Cự, thế rồi đến những người ở trong miền Nam trước đấy, như là bác sĩ Nguyễn Ân Quế, thế rồi thì là những cái người mà các tôn giáo như Hòa Thượng Thích Quảng Độ, rồi thì là cha Nguyễn Văn Lý, thế rồi những người cộng sản lâu năm như Trần Độ, như là Nguyễn Thanh Giang, Trí Thức, phải không nào? Thì tôi thấy là tất cả họ, như thị trường Thu Hương đấy, tất cả họ là đều tán thành nhau cả và ủng hộ nhau cả, chứ không có một ai tỏ ra là mâu thuẫn với nhau. Thì cái vấn đề mà chúng ta lo là thì là lực lượng này sẽ triệt thoái lực lượng kia ấy mà, thì cái vấn đề này thì cũng là cái vấn đề nên đặt ra. Thế nhưng mà hiện đến ngày hôm nay đây này thì chưa thấy có một cái sự phân hóa nào trong nước cả, chứ còn ngoài này thì nó là cái vấn đề tôi chỉ nói là yểm trợ thôi, chứ không phải là cái vấn đề đấu tranh thiết thực ở trong lòng của cộng sản thì chúng ta không cần bàn đến. Thế còn cái việc mà bảo rằng thì là cái việc mà ông bạn nói ấy, là làm thế nào mà để mà có thêm nhiều người tham gia, thêm nhiều người hoạt động, mà thì tôi đã nói rồi là muốn tập hợp, muốn kết hợp, muốn kích động quần chúng nhiều người tham gia, thì bắt buộc phải có tự do ngôn luận. Thế mà tự do ngôn luận thì không bao giờ cộng sản nó tự cho mình cả, nó không phải là thứ ăn xin, nó không phải là thứ trên trời rơi xuống. Thì chưa có tự do ngôn luận được mà, thì chúng ta phải giành lấy, thì chúng ta phải dùng cái quyền tự do ngôn luận của chúng ta để mà đòi lấy cái quyền đó. Thì khi nào mà có nhiều người có can đảm đòi được cái quyền tự do ngôn luận bằng những cái bài báo viết bí mật, càng ngày càng lan rộng, và lan rộng nhiều cộng sản không kiểm soát nổi, như bên Liên Xô chẳng hạn ấy, thì chính có bao chốt đã cho tự do ngôn luận đâu. Thế nhưng mà biết bao nhiêu những xuất bản bí mật, biết bao nhiêu tờ báo nhỏ, biết bao nhiêu truyền đơn, biết bao nhiêu cuộc hội thảo là người dân Liên Xô lúc bây giờ ấy, họ tự động họ tổ chức khắp nơi ở Liên Xô, cho nên là không đàn áp nổi, và từ đó dấy lên một cái phong trào tự do ngôn luận. Và khi tự do ngôn luận được có được rồi ấy mà, thì nó nhanh lắm. Cái ngày mà chúng ta đã có được tự do ngôn luận rồi đấy, dù là cái thứ tự do chúng ta tự giành lấy thôi,
thì nó như là ánh sáng, tự do ngôn luận nó là ánh sáng, nó như là ánh sáng mặt trời. Khi mà cái mặt trời nó lên một cái mà, thì những cái màn đen dối trá, màn đen chuyên chính, bưng bít của Cộng sản, nó sẽ tan biến ngay lập tức. Các bạn thử tưởng tượng xem, 70 năm rồi, ca ngợi Lenin như là ông Thánh đó, bằng vạn lần Hồ Chí Minh, chứ không phải là Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh chỉ là học trò nhỏ, chỉ là cái người đồ đệ của Lenin mà thôi. Chính Hồ Chí Minh công nhận Lenin là người bạn, người thầy, người cha đó mà. Thế mà một cái người như Lenin mà chỉ có tự do ngôn luận trong vòng một thời gian rất ngắn thôi nhé, thì nhân dân Liên Xô đã ầm ầm những cái tần cầu cổ lên pho tượng Lenin cũng khắp nước Nga, không thương tiếc, bảo là thì cái điều đó đã chứng tỏ là 70 năm tuyên truyền Cộng sản chỉ cần một vài năm được tự do ngôn luận thôi đã đủ phá tan. Tôi trả lời vắn tắt bạn như vậy. Xin mời công tử Sika. Oh, hello, cảm ơn anh Đi Hùng. Con chào bác Nguyễn Chí Thiện. Cảm ơn các anh chị. Thực sự là mình nghe nói về Đảng Cộng sản nhiều nhưng mà mình không có hiểu thật sự. Mình biết Đảng Cộng sản nó không có quốc nhưng mà mình thật sự nhiều khi không hiểu Đảng Cộng sản là gì. Con xin bác giải thích cho con là Đảng Cộng sản là gì và mục tiêu của Đảng Cộng sản là gì, mà tại sao Đảng Cộng sản áp dụng cái chính sách của như bác nói là của bác Lenin mà nó không quốc, mà tại sao nó vẫn tiếp tục, nó không có từ bỏ mà nó tiếp tục, nó cố gắng nó để nó được tiếp theo, đi theo cái con đường mà cách mạng như bác nói là cái chính sách nó, cái của Mác Lenin. Tôi xin cảm ơn bác Nguyễn Chí Thịnh trước. Thì cái này tôi có thể trả lời ông bạn ngay là sau khi mà Liên bang Xô Viết với Đông Âu nó sụp đổ đấy, thì thực tế mà nói là Đảng Cộng sản Việt Nam nó cũng không còn theo cái chủ nghĩa Mác Lenin nữa. Vì chủ nghĩa Mác Lenin là kinh tế chỉ huy, thế và văn hóa các thứ mọi thứ mà đều phục vụ là xây dựng con người mới, nó có một cái chương trình hẳn hoi. Thế nhưng mà từ khi mà Liên Xô đổ đấy, kinh tế thì theo cái thị trường, buôn bán được tương đối là tự do về buôn bán. Thế còn văn hóa bây giờ ấy, thì những cái văn hóa đồi trụy, văn hóa ăn chơi và người mẫu thì hoa hậu mà đủ thứ, nó không còn giữ được cái đường lối cũ là cái đường lối mà theo đúng học thuyết Mác Lênin về văn hóa, về kinh tế. Thế nhưng mà ngày nay ấy, nó bắt buộc nó phải giữ cái nhãn hiệu Cộng sản, cái nhãn hiệu Mác Lênin. Mà cái nhãn hiệu này cũng đã mất thiêng nhiều lắm rồi, cho nên nó phải thêm một cái nhãn hiệu nữa là tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính vì vậy ấy mà nó chỉ là những cái thứ nhãn hiệu, chứ nó thực sự bây giờ ấy, những cái người mà gọi là Cộng sản ấy, ở Việt Nam ấy, nó chỉ còn lại là một cái băng đảng. Một cái băng đảng này là cái băng đảng rất là tham tàn, chỉ biết vơ vét tiền của thôi. Mà bây giờ chúng nó rất giàu, chúng nó đã thành những nhà tư bản. Tôi thí dụ một cái tờ báo Mỹ này, là cái tờ báo Forbes này, nó có công bố thế này, từ 2-3 năm nay là Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái đảng giàu nhất thế giới, giàu hơn cả Đảng Cộng hòa của Mỹ, giàu hơn cả Đảng Dân chủ của Mỹ. Và có lẽ nó chỉ thua Đảng Cộng sản Trung Quốc, là vì tài sản của nó là trên 20 tỷ đô la. Một cái tài sản khổng lồ như vậy đấy. Thì cái việc mà ông bạn nói là đến bây giờ nó còn cố tình nó theo chủ nghĩa Mác Lênin ấy mà, thì đấy tôi cho nó là không đúng thực chất của Cộng sản. Nó vẫn duy trì cái nhãn hiệu đó, và nó không cho ai xâm phạm đến cái nhãn hiệu đó, còn dán thêm cái nhãn hiệu tư tưởng Hồ Chí Minh vừa nữa, là nó cốt duy trì cái địa vị của nó. Là vì từ xưa đến nay mà nó vẫn tuyên truyền, nó vẫn nói rất nhiều về cái thành tích của Đảng Cộng sản, về những cái chiến công của Đảng Cộng sản, công đức của Đảng Cộng sản huynh hoang lấp biển vá trời đó. Thế là bây giờ tự nhiên mà lại tước bỏ cái Đảng Cộng sản đi, công khai mà hủy bỏ Mác Lê đi, thì cái địa vị của nó không còn có một cái lý do gì để mà tồn tại. Thế chính vì như vậy mà cho nên nó phải duy trì cái hình thức đó, cái vỏ bọc đó, để nó củng cố cái quyền lực của nó mà thôi. Cảm ơn thi sĩ nữa một lần nữa. Xin mời mời em lạnh. Chào bác Nguyễn Chí Thiện, cháu có hai câu hỏi và một lời yêu cầu. Câu hỏi đầu tiên là có nhiều huyền thoại về việc bác đưa được tập thơ Hoa Địa Ngục ra hải ngoại,
Thì bác Hồng Ân nói chúng cháu biết là làm sao bác đưa được tập thơ đó bằng cách nào. Cái câu hỏi thứ hai là nãy bác có nói 10 năm kháng chiến của Lê Lợi, dân chúng còn đau khổ hơn là nhà Minh. Thì vậy Lê Lợi không phải là anh hùng hết bác. Và một lời yêu cầu là bác đọc cho Rum nghe vài câu đắc ý nhất của bác trong tập thơ Hoa Địa Ngục. Dạ, cảm ơn bác. Tết tôi phải thanh minh là tôi không nói là Lê Lợi không phải là anh hùng dân tộc. Mà tôi giả thử nếu Lê Lợi mà sau 10 năm chiến đấu gian khổ hy sinh đấy, bằng xương máu của nhân dân, giả thử đấy nhé, mà lật đổ được quân Minh, đánh đuổi được quân Minh, thế mà lại xây dựng một cái triều đình nó tàn bạo hơn cả quân Minh. Nếu trong trường hợp như vậy ấy mà, thì Lê Lợi không đáng được gọi là anh hùng mà là một bạo chúa. Nhưng mà thực tế mà thì Lê Lợi, Nguyễn Trãi sau khi đánh đuổi quân Minh mà, thì cái cuộc sống của người dân nó tốt đẹp hơn nhiều. Cho nên là nhân dân Việt Nam vẫn còn tôn trọng Lê Lợi và còn tôn trọng Nguyễn Trãi như những anh hùng dân tộc. Nói như thế để so sánh với lại Đảng Cộng sản, với Hồ Chí Minh. Sau khi thành công chống Pháp rồi thì cái cuộc sống của người Việt Nam ấy, nó tăm tối, về vật chất cũng như về tinh thần đều thua sút rất xa thời Pháp. Cho nên là cái cuộc kháng chiến chống Pháp của Hồ Chí Minh với Đảng Cộng sản không thể gọi là công được, mà lại phải gọi là tội người đằng khác. Đấy là một điểm. Thế còn cái việc mà tôi vào tòa sứ quán Anh mà đưa được tập thơ ấy, thì nó không có cái gì đáng gọi là huyền thoại đâu. Vì bây giờ chúng ta tránh dùng cái huyền thoại, vì đã có huyền thoại Hồ Chí Minh rồi mà. Nhân dân Việt Nam cũng đã chán đến tận băng tay rồi, đó là chúng ta không nên dùng cái huyền thoại nữa. Đây nó chỉ là cái công việc làm của tôi thôi. Thì sau khi ra tù thì tôi có chép tất cả hơn 4.000 câu thơ của tôi. Thế và tôi giấu trong người đấy. Thế và tôi đột nhập vào tòa sứ quán Anh. Thế và tôi trao cho những nhân viên sứ quán Anh. Thế và sau đó thì trở ra. Thế và trở ra thì bị bắt đưa thẳng vào hỏa lò. Thế và giam cầm tôi đi các trại trong vòng 12 năm 3 tháng 13 ngày. Cho đến ngày Liên Xô sụp đổ đấy. Sau Liên Xô sụp đổ cái là tháng 10, cuối tháng 10 năm 91 thì tôi mới được tha. Thì tôi cũng chỉ xin trả lời vắn tắt như vậy. Thế còn mấy câu thơ mà tôi đắc ý mà, vì tôi muốn nói là các bạn trẻ ngoài này nhiều người vẫn còn mơ hồ về Hồ Chí Minh lắm. Thì trước khi kết thúc tôi đã mệt rồi, tôi nói lần này tôi xin nghỉ, phải không nào? Thì tôi sẽ đọc một cái bài thơ về Hồ Chí Minh để cho các bạn nghe. Thì cái bài thơ này là hồi tôi nằm trong tù, tôi thấy người ta xây một cái lăng Hồ Chí Minh to quá mà. Thế mà lại có cảnh chữ nạm vàng nhé, lên trên cổng lăng ấy, là không có gì quý hơn độc lập tự do mà. Thì cái câu ông nói, thì ông nói một sự thực ông nói thế thôi, chứ sống với chế độ ông ta ấy, thì làm gì có độc lập, mà lại tự do thì lại càng vô lý nữa, phải không nào? Cái nền độc tài cộng sản nó còn ghê tởm hơn cả độc tài Hitler cơ. Thì tôi có làm bài thơ để bác bỏ cái đó, bác bỏ cái câu mà không có gì quý độc tự do, đấy là cái câu bịt bợm lừa dối nhân dân mà thôi thôi. Vì trên thực tế tôi có làm mấy câu ngắn này trước tiên này. Mà đây là sự thực. Độc lập là chuyện hão khi đứng gần Bác Mao, tự do là tù lao khi cúng thờ cụ Mác, hạnh phúc là khoác lác khi gạo tem đói rạng. Đấy là cái thực tế mà bốn chữ, ba cái chữ đến bây giờ vẫn còn giữ đấy nhé. Việc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này, độc lập tự do hạnh phúc này, hai chữ tôi giải thích nó là như vậy. Thì đúng là đứng gần Bác Mao thì không có độc lập được, bây giờ cụ thể là vừa mới phải dâng đất cho chúng nó đấy. Thế còn cái bài thơ mà không có gì quý độc tự do thì xin đọc nhé. Không có gì quý hơn độc lập tự do, tôi biết nó, thằng nói câu nói đó. Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó, việc nó làm, tội nó phạm ra sao. Nó là tên trùm đao phủ năm nào, hồi cải cách đã đem tù, đem bắn, độ nửa triệu nông dân, rồi bảo là nhầm lẫn. Đường nó đi, trùng điệp bất nhân, hầm hập trời đêm nguyên thủy, đói khổ dựng cờ đại suý, con cá lá rau nát nhầu quản lý, tiếng thớt tiếng dao trở thành hồi ký, tiếng thở lời than đan họa ụp vào thân. Nó tập trung hàng chục vạn ngụy quân, nạn nhân của đường lối khoan hồng trí nhân của nó. Mọi tầng lớp nhân dân bị cầm chân trên đất nó, tự do không thời hạn đi tù. Hôm nay mà vẫn còn có người mơ hồ nghe nó mới vạn lần tần nguyền rủa thực to. Cái bài thơ này hơi dài, tôi chỉ đọc có một phần cuối thôi. Thế thì hôm nào nó khỏe mạnh, tôi sẽ đọc lại cho các bạn nghe từ đầu. Vâng, tôi xin kính chào các bạn. Em Sài Gòn thay mặt các bạn trong room
Cảm ơn thi sĩ Nguyễn Chí Thiện. Và thưa các bạn, câu hỏi chót thật là hay, đã làm cho chúng ta thấy cái tài làm thơ của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện và những lối nói chuyện hùng biện của thi sĩ. Và một lần nữa rất cảm ơn thi sĩ Nguyễn Chí Thiện. 27 tháng 2, đố các bạn biết ngày đó là ngày gì không? Tôi được đọc sách của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, thành ra biết cái ngày này rất là rành. Đó là ngày sinh nhật của thi sĩ, 27 tháng 2. Và nhân đây Đinh Sài Gòn xin mời Hồn Nhiên lên cầm mic và có vài lời với thi sĩ Nguyễn Chí Thiện trong cái ngày này nha. Xin mời Hồn Nhiên. Hồn Nhiên rất là vinh dự được được chị Đinh Sài Gòn mời lên để mà say happy birthday to bác Nguyễn Chí Thiện. Con xin hát một bài happy birthday đến to bác Nguyễn Chí Thiện. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, bác Chí Thiện. Kính chúc bác một ngày thật là vui, và kính chúc bác những sức khỏe dồi dào và để tiếp tục đấu tranh cho một Việt Nam tương lai sáng lạng hơn. Và chúng con sẽ theo đến hơi thở cuối cùng. Kính chúc bác sức khỏe dồi dào.